Chào mừng các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và ngày nay thì thị trường du học, nhất là thị trường du học Singapore đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh. Và chuyên ngành được các bạn lựa chọn nhiều hiện nay đó là chuyên ngành du lịch khách sạn. Và điều mà các bạn quan tâm đó là trong quá trình đi học ngành du lịch khách sạn thì có được thực tập hưởng lương hay không, và cơ hội việc làm khi ra trường của ngành này thì như thế nào. Và nhân đây thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Tùy theo trình độ và nguyện vọng, các bạn trẻ Việt Nam đang theo đuổi nghề quản lý nhà hàng và khách sạn khá dễ dàng trong việc tìm những khóa học phù hợp với nhiều bậc đào tạo khác nhau tại Singapore. Và du học Singapore giúp cho các bạn sinh viên không chỉ nâng cao được trình độ tiếng Anh và kiến thức chuyên môn, mà còn là những kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, những điều vô cùng cần thiết cho công việc tương lai. Tổng cục du lịch Singapore đặt mục tiêu sẽ tăng gấp 3 doanh thu từ du lịch lên 30 tỷ đô la Sing và đào tạo ra 100.000 việc làm trong 5 năm tới. Và quốc đảo này cũng hy vọng thu hút 17 triệu lượt khách du lịch vào năm 2015 so với 13 triệu lượt hiện nay. Sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm và triển vọng rất sáng lạn cùng với sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho người lao động Việt Nam trong tìm kiếm một vị trí tốt tại các khách sạn, resort ở Singapore. Khi ngành du lịch trong nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu sẽ ngày càng tăng. Theo thống kê của Bộ Nhân lực Singapore, có hơn 80% người lao động làm trong lĩnh vực du lịch khách sạn, một trong những ngành hot của Singapore. Mức lương khởi điểm của một người mới tốt nghiệp là từ 2.500 đô la Sing đến 3.000 đô la Sing một tháng. Và bên cạnh đó thì cơ hội ở lại làm việc tại Singapore cũng rất lớn hơn nhiều so với các nước như là Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sĩ. Và theo như nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore, đất nước này cần có thêm 30.000 người nhập cư để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm ảnh hưởng của tình trạng dân số già. Singapore không có tài nguyên thiên nhiên, chính sách nhân lực là quan trọng nhất và là nguồn tài nguyên quý giá nhất, nên các bạn có thể yên tâm không lo bị thất nghiệp khi chọn ngành du lịch khách sạn. Và mọi thông tin chi tiết về ngành du lịch khách sạn hoặc là làm hồ sơ du học Singapore thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số hotline 0838382080, hoặc có thể đến trực tiếp địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hay 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.